Thưa quý vị, từng tham gia công tác thanh niên xung phong tại cơ sở, cống hiến tuổi thanh xuân vì nền độc lập tự do của dân tộc. Nhưng khi trở về với cuộc sống đời thường, với tinh thần trẻ xung phong và mẫu mực, dù tuổi đã cao, sức khỏe kém, nhưng cựu thanh niên xung phong Lê Thị Yến Tuyết, 72 tuổi, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Ba Tri, vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nỗ lực hết mình để chăm lo, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Sau khi hoàn thành công tác được Đảng và Nhà nước giao phó tại Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, năm 2009, ngay khi Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Ba Tri được thành lập, bà Lê Thị Yến Tuyết được tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ là Phó Chủ tịch Hội. Từ năm 2017 đến nay, bà giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện. Dù tuổi đã cao, đôi chân luôn đau nhức khi trái gió trở trời, nhưng bà Tuyết vẫn tích cực dẫn dắt các hoạt động phong trào thi đua của hội. Đối với bà, đây không những là trách nhiệm, là cơ hội để có thể tiếp tục quan tâm chăm lo cho các đồng chí, đồng đội, mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc vì hội viên của thanh niên xung phong được phát huy vai trò của mình trong thời kỳ mới, chung tay kiến thiết xây dựng quê hương đất nước. Chị Lê Thiện Tiết là chủ tịch hội huyện Ba Tri thì chị rất là năng nổ và thường xuyên đi vận động để cho các cái hội viên nghèo có những cái phần quà để ưu ái cho các hội viên. Và bên cạnh đó thì chị cũng vận động được nhiều cái nguồn tài trợ từ trên về để xây cầu đường và nhà tình nghĩa tình thương cho hội viên nghèo ở các xã trong huyện. Gần 15 năm gắn bó với công tác hội, bà Lê Thị Yến Tuyết vẫn nhiệt quyết, tích cực xây dựng các chương trình kế hoạch hoạt động, nhất là tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao 4 nhiệm vụ trọng tâm của hội, nhằm phát huy vai trò của Hội Cựu Thanh niên xung phong trong chăm lo đời sống hội viên. Với sự nhiệt tình, trách nhiệm của Chủ tịch hội và sự đồng lòng của cán bộ hội viên, các phong trào hoạt động của Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Ba Tri đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, hội viên cựu thanh niên xung phong trên toàn huyện luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu tham gia các phong trào hoạt động của địa phương, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tích cực giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo bền vững. Riêng bản thân bà Tuyết đã đóng góp tiền tiết kiệm của mình và tranh thủ thêm các nguồn vận động để thực hiện xã hội hóa trong công tác chăm lo cho hội viên và góp phần thực hiện an sinh xã hội tại địa phương. Thời gian qua, bà đã vận động xây dựng được nhiều căn nhà tình nghĩa cho hội viên, tặng hàng trăm phần quà cho bà con nghèo, vận động xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, góp phần giúp các địa phương xây dựng thành công xã nông thôn mới. Trong những cái nhiệm vụ vừa qua, là từ cơ sở đến là ban chấp hành huyện là củng cố, rồi là trong thực hiện 4 cái chương trình của công tác hội, điều tốt mà nhất là đặc biệt là cái làm kinh tế của hội viên cựu thanh niên xung phong nghèo đó, rồi chăm lo là về những người già đồng đội thì bệnh hoạn là đồng chí Tiết là rất là tích cực đó, là thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Trong cái thời kháng chiến thì tôi cũng đi tham gia công tác thanh niên xung phong rồi nó cũng quen rồi, do vậy mà trong mình gặp mặt lại được tất cả các cái đồng đội mình trong cái chiến đấu thời gian từ trước năm 65 cho đến năm 75 thì rất là mừng vui khi được mà trong cái tổ chức của cựu thanh niên xung phong này đi các cái cơ sở và thăm được cái đồng đội rất là vui. Mình thấy có nhiều cái đồng đội mình là cô đơn rồi nghèo khó, hoàn cảnh là gặp khó khăn, rồi chồng hy sinh, rồi con kiến leo nheo lóc nhóc, thì nói chung là tất cả các cái cụ đó thì tôi cũng đi vận động các cái mạnh thường quân, các cái tổ chức xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội. Là người luôn hết mình vì công việc, không nề hà bất cứ khó khăn và là người có phong cách giao tiếp gần gũi, nhiệt tình, tinh thần lạc quan, trách nhiệm, nên bà Tuyết luôn được cán bộ hội viên yêu quý, kính trọng. Với những đóng góp trong thời gian qua, bà Tuyết đã xứng đáng và vinh dự nhận được nhiều phần thưởng từ trung ương đến địa phương và là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.